Hi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hỏi Sinh TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới nè các bạn ơi. Thì hồi sáng nay không biết là có những bạn nào đang xem live của mình không? À, trước khi mà nói về những cái vấn đề tiếp theo á, thì mình xin lỗi những bạn nào mà sáng nay mình nói là các bạn coi hết clip là các bạn sẽ nhận được code nha. Tại vì mình thấy á, ban tổ chức nhắn là cuối clip sẽ có code, cho nên là mình cũng không có biết nữa. Mình chỉ nhắn lại cho tất cả các bạn biết thôi. Thì mình còn nghe nói á, là cái mã code đó là sẽ được đăng lên trên bay nha mọi người, chứ không phải là ở cuối clip đâu. Cho nên là các bạn thông cảm cho mình nha. À, và tiếp theo đó chính là nếu mà các bạn có xem live á, thì các bạn sẽ thấy cái đoạn mà gần cuối á mọi người, là những bạn mà vô game á, người ta sẽ nhận được những cái món quà rất là đã luôn nha. Đó chính là 1 triệu kim cương hay sao mọi người ơi, với lại là tiền sao rất là nhiều luôn. Và cộng theo đó là một cái cây búa cần câu, với lại là một chiếc xe Rolls Royce nữa nha mọi người. Và tiếp theo đó chính là một cái gói VIP pass nè mọi người ơi. Thì mình thấy ở trong game á, nó chỉ còn có một ngày nữa thôi, thì chắc là cỡ ngày mai hoặc là ngày mốt gì á, nó sẽ ra cái gói này nè mọi người. Gói này có tên là mùa lễ hội rock. Và cái xe đầu tiên mà mình thấy đó chính là cái xe mô tô rock. Mình không biết là nó sẽ có tốc độ bao nhiêu, thì nói chung tới đó là mình sẽ mua để review cho tất cả các bạn coi nha. À mà còn nữa, thì nói với cái phần thưởng này làm sao mà các bạn có thể nhận được, thì ngày hôm nay là ngày 25 tháng 6, là những bạn nào đi tham dự event ở trên thành phố mọi người, là người ta sẽ được trải nghiệm cái bản cập nhật của ngày 30 tháng 6. Cho nên là hiện tại là các bạn chưa có nhận được mấy cái món này đâu nha. Và mình không biết là các bạn có để ý hay không, đó chính là những bạn mà vô game á, thì mình thấy đa phần là các bạn sẽ tạo một cái nick mới á mọi người. Thì nó lại làm cho mình phân tâm một cái, đó chính là nếu như đây chính là phần thưởng mà quà cập nhật á mọi người, thì mình nghĩ là tỷ lệ của nó thì nó sẽ rất là ít luôn. Tại vì các bạn biết làm sao không, đó chính là nếu mà nó ra cái quà cập nhật như thế này á, thì kiểu nó sẽ không công bằng với những bạn mà đã nạp ở trong đây á mọi người. Tại vì chiếc xe này á, nếu mà nạp ra là tính ra nó cũng khá là nhiều tiền á mọi người ơi, tới mười mấy triệu lận ấy. Cho nên là mọi người chỉ cần trông chờ 500 kim cương thuộc về mình thôi. Kiểu như là 500 kim cương là chính xác là nó sẽ ra đó mọi người. À hồi nãy mình có lướt TikTok á, mình thấy của anh cà phê chính giật á mọi người, ảnh có đăng một cái video là cái gói 250 kim cương nè. Là cái gói này nè mọi người, mình thấy nó khá là xinh á, cho nên là các bạn hãy tích lũy kim cương từ bây giờ đi nha mọi người. Tại vì mình thấy là anh cà phê chính dịch này nè đưa mấy cái thông tin đó mọi người rất là chính xác luôn, cho nên là mình đăng cho mọi người coi luôn ấy. Còn cái này là một cái gói VIP pass nữa nè mọi người ơi, thì cái này mình cũng lấy từ anh cà phê chính dịch nữa nè. Thì mình không biết là ngày mai á là nó sẽ ra cái bản này hoặc là cái bản mà chiếc xe hồi nãy mình mới vừa nói cho mọi người nghe á. Tại vì ở trong đây á là mình thấy là có nguyên bộ đồ set nàng tiên cá nè, và có một cái thuyền bằng cái con ngọc trai á mọi người. Với lại là mình thấy còn có một bộ đồ là nàng tiên gì vua tiên cá nữa mọi người ơi. Thì mình nghĩ là cái gói VIP này nè thì nó sẽ bán ở trong cái gói VIP, còn cái gói mà vua tiên cá mọi người thì nó sẽ bán trong một cái gói VIP. À quên nữa, thì bây giờ mình sẽ nói cho mọi người cái cách mà chuyển đổi nha. Thì nó gồm có 6 bước nè. Đầu tiên á là các bạn sẽ mở app Play Together phiên bản quốc tế, tức là phiên bản mà các bạn đang chơi hiện tại, nhưng mà vào ngày 30 tháng 6 á, thì các bạn hãy bấm vào để mà kiểu như là chuyển đổi nha, chứ hiện tại á, thì các bạn vẫn chưa có chuyển đổi được đâu. Còn lúc sáng mà những bạn kia mà chuyển đổi được á, thì cái đó là người ta chỉ trải nghiệm thôi mọi người ơi, chứ vẫn chưa chuyển đổi được nha mọi người. Tại vì mình thấy có rất là nhiều bạn thắc mắc và hỏi mình câu hỏi này luôn ấy. À thì các bạn nhớ là giữ cái bản quốc tế này và đừng xóa game nha, tại vì chiều nay là vào lúc 5 giờ chiều á, là game nó sẽ xóa đó mọi người ơi. Rồi bước 2 đó chính là các bạn sẽ chọn chuyển sang tài khoản VNG. Kiểu giống như là sau khi mà các bạn đã bấm vào cái Play Together phiên bản quốc tế, cũng giống như là vào game đó mọi người, thì nó sẽ hiện ra nguyên một cái bảng giống như là cái bảng cù đang cầm như vậy nè. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào cái chữ màu tím giúp mình nha. Cái chữ đó có nghĩa là chuyển sang tài khoản VNG. Bước 3 đó chính là các bạn sẽ chọn sao chép mã chuyển đổi, là các bạn sẽ bấm vào cái chữ màu tím tiếp, là các bạn sẽ sao chép lại cái mã đó nha. Thì cái mã trong video đó chỉ là một cái ví dụ thôi nha mọi người, chứ không phải là cái mã chuyển đổi thiệt đâu. Cho nên là bây giờ mọi người chưa có chuyển đổi được, chừng nào mà tới ngày 30 tháng 6 thì mọi người mới chuyển đổi được nha. Bước 4 thì các bạn sẽ chọn đến app VNG, có nghĩa là các bạn sẽ bấm vào cái chữ màu tím trước, sau đó thì các bạn mới bấm vào cái chữ màu xanh, là nó sẽ đưa các bạn lại vào trong app nha. Bước 5 là các bạn sẽ bấm vào chọn liên kết tài khoản, có nghĩa là các bạn sẽ bấm vào cái chữ màu xanh giúp mình nha, liên kết tài khoản. Và bước cuối cùng đó chính là các bạn sẽ sao chép cái mã chuyển đổi của mình vào ở trong cái khung mà vui lòng nhập mã chuyển đổi. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái chữ tím, đó có nghĩa là chữ OK. Tức là các bạn đã hoàn thành xong những bước đã chuyển đổi xong. Còn cái bước cuối cùng đó chính là các bạn sẽ liên kết cái tài khoản của mình vào Facebook hoặc là Gmail nha. Để khi mà các bạn chơi game mà các bạn muốn đăng xuất á, thì các bạn có thể đăng xuất.
Ok mọi người ơi, thì đó là những cái thông tin mà mình biết được từ ở trên game và ở trên TikTok. Rồi thì mình lại tiếp tục với công việc của mình, đó chính là mình sẽ chơi tiệc trò chơi nha mọi người. Trời ơi, mới vừa vô mà bạn này quá đẩy mình luôn ấy. Thì hồi sáng nay á, mình phát biểu khá là ít đó mọi người, tại vì các bạn biết sao không, cái loa của mình nó bị rè mọi người ơi, mình mới phát hiện luôn á. Với lại là nó bị nhỏ, cho nên á là mình sợ bị làm phiền đến những người khác, người ta đang nói mọi người, mà cái loa của mình quá rè luôn á, thì kiểu như nó bị làm ồn á. Cho nên là mình chỉ phát biểu hình như rất là ít luôn á mọi người. Nhưng mà nếu mà có cơ hội tiếp theo á thì mình sẽ cố gắng đầu tư một cái loa để cho nó xịn hơn, để cho mọi người nghe rõ hơn mọi người ơi. Chứ cái loa mà mình rè quá trời, nói rồi ai mà nghe được đúng không? Tới cái khúc này khá là tâm linh đó mọi người, mình niệm Phật lắm luôn á, mình mới nhảy lên được đó mọi người. Chứ lúc nào á mình nhảy cái đó mình cũng cũng bay ra ngoài kia hết trơn mọi người ơi, là mình phải nhảy lại từ đầu ấy. Khúc này mọi người có thấy tôi ngựa không? Tôi giả bộ đi từ từ để tôi lấy hạng 1 nè mọi người. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ chơi cái đua vượt chướng ngại vật nha mọi người. Thì cái khúc này á thì các bạn có thể đi chậm hoặc là đi nhanh cũng được. Đó, bây giờ mình sẽ chọn đi nhanh nha mọi người, có nghĩa là mình sẽ dẫn đầu trước ấy. Thật ra là cái khúc này các bạn đi chậm cũng không sao, tại vì tới cái khúc màu vàng á có nghĩa là mình sẽ dùng cái não của mình để mà mình ở lộn nhiều, dùng cái con mắt tiên tri của mình để mà mình nhìn xuyên thấu qua cái bức đó để mà mình có thể đi được nha mọi người. Ví dụ như thế này nó bị lún nè là mình không đi được. Bây giờ mình sẽ chọn cái mà mình đi được nha mọi người. Cái khúc này cũng là tâm linh lắm đây nè. Mình nhịn thở lắm luôn á mọi người, nhịn muốn tắt thở luôn á mới nhảy qua được như vậy á mọi người ơi. Còn cái khúc này thì các bạn chỉ cần đếm 1, 2, 1, 2 là các bạn nhảy. Như vậy là đã hoàn thành rồi đó mọi người. Và bây giờ là mình sẽ giành được cái hạng 1 nha. Trời ơi, hai bạn kia biết trước cái kết quả cho nên hai bạn kia đứng lại luôn. Để cho clip của mình nó sinh động hơn thì bây giờ mình sẽ chơi con ma nha mọi người. Không biết là mình sẽ biến thành cái con ma giống ngày hôm qua hoặc là mình sẽ biến thành cái con người không nữa. Nói chung là mình sẽ chơi đi rồi mình mới biết đúng không? Đó thì mới vô á là mình sẽ chạy ra nha mọi người. Tại vì lâu quá cũng mới chơi là thôi, cũng không có gà lắm. Thì mới vô là tôi biến hình rồi đó mọi người. Bây giờ tôi biến thành một cái gì ta, cái này gọi là cái gì nè. Ai biết được cái này là gọi là cái gì mọi người comment ở dưới cho mình biết nha. Cái này gọi là cái gì mình cũng quên luôn rồi đó mọi người. Trời đất ơi, nãy giờ mình chơi game mình mới phát hiện có một bạn có cái tên rất là so cute giống mình luôn đó mọi người. Wow, ở trong cái phòng này có hai bạn so cute nha mọi người. Sorry mọi người, mình bị lẹo lưỡi thôi. Ôi trời ơi, có cái ông biến thành cái thùng kìa. Thank you.
thì nãy giờ cũng thấm thoát chơi qua 3.000 năm rồi đó mọi người, mà mình vẫn chưa thấy cái con zombie nào mà nó lại thịt mình hết trơn á. Bây giờ mình nhìn qua, mình nhìn lại nè mọi người ơi, mình có nên đi xuống không ta? Trời ơi, mới vừa nói mình có nên đi xuống không là có một bạn bị bắt rồi kìa. Ở đây có 3 bạn luôn nè. Trời ơi, như vậy mà mới bắt được có 2 con à. Ôi, bây giờ đã có 3 bạn biến thành zombie rồi nè. Mình có nên biến thành zombie để quẩy cùng các bạn không? À mà thôi, nếu như mà mình biến thành zombie là mình sẽ bị thua các bạn. Cho nên là mình sẽ biến thành cái con... cái con... cái này gọi này là cái gì? Ủa, tỉnh đi bà. Tự nhiên bà nằm ở đó làm chi vậy bà? Không hiểu luôn, tự nhiên đang chơi zombie mà bị buồn ngủ. Cái bà đó, bà nằm ở đó luôn. Ok, mọi người ơi, thì như vậy là mình cũng đã chiến thắng cùng với những người bạn của mình rồi nè.